Muốn có một hũ cà pháo ngâm chua ngọt ngon thì anh chị đừng bỏ qua clip này. Ly sẽ chia sẻ công thức từ A đến Z, từ công thức đến cách làm cho anh chị dễ làm. Xem xong rồi anh chị nhớ bỏ túi công thức này nha. Có thể anh chị kiếm tiền từ công thức này đó. Hai, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Ly, chào mọi người đã đến với kênh Anh Ly PTR. Hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người một món mới, đó chính là cà pháo mang âm chua ngọt. Loại này thì các bạn có thể làm ăn chay cũng được, nếu mà ăn chay thì các bạn không cần phải bỏ tỏi nha. Còn anh chị nào ăn chay nhưng mà ăn tỏi được thì ok, công thức này luôn. Còn nếu ăn chay bỏ tỏi ra giùm em. Công thức này ngày xưa em bán rất là đắt luôn, nhưng mà tại bây giờ em một khi em chia sẻ cho anh chị rồi, coi như là em cho anh chị một cái công thức để anh chị tự kiếm tiền nha. Xem kênh em là phải kiếm tiền được, xem kênh em mà không kiếm tiền được thì thôi phí lắm. À, xem kênh khác giải trí hơn. Rồi ok, thì ở đây giờ em sẽ làm một cái nước ngâm cà pháo nha anh chị. Nước ngâm cà pháo này thì anh chị chuẩn bị cho em nè. Ở đây nè, nước nè. Nước thì anh chị chuẩn bị cho em là 600 ml nước. Ở đây công thức này là em chia sẻ cho anh chị là công thức 2 kg cà pháo nha anh chị. Đó, 600 ml nước. 600 ml nước thì anh chị lấy cho em là 600 ml giấm luôn. Và giấm ở đây em xài đó chính là giấm gạo lên men nè. Loại giấm này thì nó hợp với công thức này, anh chị xài giấm khác thì em không biết nha. Tại giấm thì nó có nhiều hương hiệu, nhiều chỗ chua nhiều, ít chua ít đồ này nọ đó, cho nên thì cái đó em không biết, em xài cái gì thì em chia sẻ cái đó thôi. Rồi và đây là 600 ml giấm ha, em có cái can này nó đông được ml. Anh chị nào không có can đông thì anh chị cân ha, 600 ml thì cũng tương đương là 600 g nha anh chị. Rồi sau đó là bắt đầu là về đường, em sẽ kéo cái này ra một bên để em lấy cái cân tiểu ly. Anh chị muốn chính xác thì anh chị mua sắm cho một cái cân tiểu ly. Cân này thì mua ở trên mạng thì độ khoảng chừng là có mấy chục ngàn đến 100 ngàn đổ lại ha, cân điện tử. Em mua này lâu lắm rồi, để dành để mà em chia sẻ công thức cho mọi người á, để em chỉnh nó về con số 0 lại nha. Về đường ha anh chị, đường thì anh chị có thể mua đường trắng hoặc đường vàng. Loại này đường vàng là vàng ít à, chứ không có vàng nhiều. Em khuyến khích anh chị một là xài vàng này, còn hai là loại đường trắng, chứ đừng có chân mà cái vàng khè nha. Vàng khè thì anh chị ngâm lên thì cái cà pháo nó ra cái màu không có đẹp đó. Thì về đường anh chị cân cho em là 720 g đường. Rồi 720 nhít nhê có 1 g mà không sao ha, 720 g đường. Rồi bây giờ em sẽ bỏ vô đây luôn nha anh chị. Rồi về muối ha, muối thì em sử dụng là muối hạt nha, muối hạt hay còn gọi là muối hột, muối hột to ha, mọi người đó, muối mà cái hột nó to như thế này nè. Đó, thì muối em sử dụng là 120 g. Rồi muối hột ha, muối hột thì em sử dụng 120 g thì em sẽ cho vô đây luôn. Thì khi bật lửa lên thì anh chị nhớ khuấy cái này, anh chị mà không khuấy thì cái gia vị nó còn đóng ở dưới đáy nồi, thì khi mà lửa nó nóng ở đáy nồi nữa thì nó sẽ làm cho bị cháy đít nồi ha, đó chính là đường đó, nó làm cho bị cháy, cho nên anh chị cố gắng khuấy cho em, khuấy để cho tan. Khi mà nó tan gia vị thì để cho nó sôi là tắt lửa ha, vừa sôi lên là tắt lửa chứ không có để cho sôi lâu nữa đó. Kênh của em là đó, giờ chia sẻ về kiến thức món ăn rất là nhiều rồi, thì anh chị xem clip này thì anh chị cho em xin một like ha, một like nó không có tốn tiền, cũng giống một cái nhấc tay thôi mọi người, mà bù lại cho em một cái sự niềm vui và sự động lực cho em để em cố gắng em làm ra thật là nhiều món ăn nữa. Về sau bắt đầu từ bây giờ thì em sẽ chia sẻ nhiều món ăn lắm mọi người ơi, mọi người nhớ xem và theo dõi giúp em nha. Đó thì nó sôi lên gì nè anh chị, mới vừa sôi lên cái rồi bây giờ tắt lửa ha, đó chứ không có để cho nó sôi lâu quá, vậy thôi. Còn cái bọt này để tí nữa nó tự nó tan à, mọi người không cần phải vớt đâu. Bọt này không phải là bọt dơ đâu mọi người, tại vì mình không có nêm nếm gia vị ngoài muối thì nó không phải là bọt dơ đâu nha mọi người, tí xíu nữa nó sẽ tan. Và bây giờ là mọi người đẩy nguội ha, để cho nguội hẳn đi rồi hãy cho tương ớt với lại ớt xay tỏi băm vô. Thì cái này là các bạn chuẩn bị cho mình là 10 trái ớt sừng ha, 10 trái ớt sừng mà loại ớt sừng không cay nha mọi người, ớt sừng không cay nha. Đó để tạo màu cho nó đẹp và có ớt nữa. Thì tí mình lấy độ cay là của tương ớt. Về tỏi ha, tỏi thì anh chị lấy cho em là cỡ 5 củ tỏi, 1 2 3 4 5 2 cái này thành 1 đi. Đó là 5 củ tỏi. Thì ớt này nhà anh chị rửa sạch cho em rồi cắt cái đầu cuốn này ra, xong rồi dùng con dao rạch chẻ này nè. Đó, chẻ ra. Rồi xong rồi anh chị dùng cho em một cái muỗng ha. Một cái muỗng anh chị này ra vậy thì anh chị cứ tước ra gì cho em đó, một cái tước như vậy là nó sẽ ra hết hộp ha. Làm món này là anh chị bỏ hột giùm em đó. Thì sau khi anh chị bỏ hột hết rồi, anh chị bằm nhuyễn cho em ha, bằm cái ớt cho nó nhuyễn ra ha, càng nhuyễn thì càng đẹp chứ không có gì hết á.
Về tỏi thì cũng vậy luôn, tỏi anh chị bóc vỏ hết, bóc vỏ xong rồi anh chị bằm bằm nhỏ lại cho em đó, bằm càng nhỏ thì càng đẹp chứ không có gì hết, chứ đừng bỏ vô cối xay anh Tố xay nha. Anh chị bỏ vô cối anh Tố mà xay cả ớt cả tỏi luôn á thì nó sẽ như cháo luôn á, là người ta sẽ không có thấy những cái dăm dăm của ớt và tỏi, nhìn nó không có đẹp mắt lắm. Sau khi mà chờ cái nước ngâm để cho nó nguội thì bây giờ mình sẽ làm cà pháo ha. Bây giờ Ly sẽ nói về cà pháo ha. Cà pháo này em mua là 2 kg nha mọi người, 2 kg cà pháo, và cái công thức này là sử dụng là 2 kg cà pháo luôn. Thì anh chị á, mua cà pháo về cái anh chị phơi khô giùm em ha. Không phải phơi khô nữa, là phơi cỡ chừng, nếu mà trời nắng gắt là cỡ 2 tiếng, còn nếu mà trời nắng ui ui là cỡ 6 tiếng, là cỡ nửa ngày là xong rồi. Phơi sao mà cho nó héo 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 này, nó cái cuốn nó hơi héo 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 vậy là được rồi. Đó thì ở đây là anh chị là chuẩn bị cho em là 1 thau nước ha. Nước bao nhiêu cũng được, miễn sao là ngâm sao mà cho nó ngập ngập mặt cà pháo rồi được rồi. Không ngập mặt là nó sẽ bị đen ha. Rồi mọi người chuẩn bị cho em là 2 trái chanh ha. Mọi người vắt nước chanh vô đây. Cái chanh này nó làm cho mục đích là cái cà pháo của mình nó hạn chế bị đen nhất có thể luôn. Rồi, xong sau đó là tới muối ha mọi người. Muối thì ở đây em dùng muối hạt, muối bọt. À, anh chị có muối hạt gì cũng được. Mọi người cho em cỡ 1 muỗng đầy muối như thế này. Đó. Rồi mọi người khuấy cho nó tan hết muối ra ha. Khuấy sơ vậy nè là nó đã tan rồi. Nó mau tan lắm, muối mau tan lắm, tại nước là nhiều quá anh chị. Đó. Rồi bây giờ tới lúc mà anh chị lặt cà ha. Thì cái cà này anh chị lặt á làm sao á để cho cái cuốn này nó lên tới đây nè. Đó. Đó, như vậy nè. Là ok được nha. Chứ anh chị đừng có gọt gọt thẳng vô. Gọt thẳng vô thì tỷ lệ mà trái cà nó giòn á nó cũng bớt dần đi. Đó, thì anh chị gọt cái này. Đó, còn như trái cà này nó hơi to thì anh chị chẻ đôi ra ha. Còn những cái trái cà mà nó nhỏ nhỏ như thế này nè, nhỏ như ngón tay út như nè, ngón tay trỏ rồi nè, là anh chị cứ để nguyên trái luôn cho em, không cần phải gọt. Thì những cái trái mà nó gọt như vậy nè, anh chị ngâm để ở ngoài 1 ngày là ăn được. Còn như trái này là đợi khoảng chừng 2 đến 3 ngày mới ăn được. Đó là kiểu vậy ha anh chị ha. Đó, mấy trái bự bự nè thì anh chị sẽ bóc cái cuốn này nó ra như vậy thôi là được rồi. Đó, anh chị bóc cuốn này ra rồi xong cái chẻ đôi như thế này. Còn những trái nào mà thối thối thì anh chị bỏ ha, có sâu thì anh chị bỏ hết giùm em. Thì sau khi mà cà ngâm rồi đó, bây giờ tới công đoạn là các anh chị phải rửa nè. Rửa lại cho em 1 đến 2 nước gì cũng được, 1 nước cũng được, 2 nước cũng được. Khi mà rửa xong rồi thì anh chị vớt ra bỏ trong cái rổ nó hơi ráo một tí, chứ không có bỏ trong thau nha anh chị. Bỏ trong rổ cho hơi ráo, chứ bỏ trong thau nó còn đọng nước lại, bỏ vô nó cũng bị ảnh hưởng làm cái nước ngâm của mình nữa. Thì sau khi nè, nước ngâm mình chuẩn bị xong nè, tỏi ớt xay, tỏi ớt băm mình cũng xong nè, cà pháo thì mình cũng đã rửa sạch hết rồi, và các bạn thấy không, ngâm lên trắng như ngọc trinh luôn ha, trắng bóc luôn đó. Thì 2 kg cà pháo nè, thì ở đây là tương ớt ha. Tương ớt em sẽ sử dụng Cholimet. Cholimet thì giá thành nó cũng hợp lý, vừa túi tiền hơn, còn chinh su thì nó sẽ mắc. Tương ớt này em sẽ sử dụng cái chai này là để coi bao nhiêu ml đây trời, không thấy luôn. 270 gram, ok, xài hết luôn cho em. Cái tương ớt này nó tăng lên cái vị cay là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó sẽ có cái màu đẹp ha mọi người, màu tự nhiên, màu của tương ớt nha mọi người, chứ không có dùng sử dụng màu màu thực phẩm công nghiệp nha. Đó, ok, em xúc sạch luôn, vừa tăng vị cay mà vừa lên cái màu nó đẹp nữa. Rồi ok, tới bây giờ là em nước này đã nguội nha mọi người, nước để nguội nha, ớt xay tỏi xay cho vô nè. Đó, đã đỏ rồi, có thêm tỏi ớt nữa lại càng ngon hơn nữa nha. Bây giờ mọi người sẽ khuấy lên ha, khuấy cho cái tương ớt nó được tan hòa quyện vô hết trong cái nước ngâm này, thì cắt ra hỗn hợp cái màu rất là đẹp ha. Để tí cho vô hũ thì mọi người sẽ thấy nó sẽ đẹp hơn nữa. Em còn dính miếng ớt em chán ra cho hết luôn rồi, để em dọn cái tô. Cái công thức này em nói thiệt, em chia sẻ cho anh chị ăn mà còn chê không ngon nữa thì thôi, em nói thiệt em bỏ nghề bếp luôn, em nói thiệt em bỏ nghề bếp luôn đó. Em nói thiệt anh chị mà ăn vô một cái là anh chị có ghiền thôi. Công thức này ngày xưa em bán mà, em nói thiệt em bán cà pháo mà, tại vì bây giờ em làm không nổi nữa, bây giờ em chỉ còn bán lạp xưởng thôi chứ cà pháo thôi em không làm nổi nữa, tại cà pháo làm cực quá mọi người ơi. Đó, thì ở đây nè là em sẽ chuẩn bị, mọi người chuẩn bị cho em một cái hũ ha, hũ nhựa hay là hũ sành sứ gì cũng được. Em có hũ sành này thì em xài hũ sành, còn anh chị nào mà có hũ nhựa thì xài hũ nhựa, không có sao hết. Rồi bây giờ anh chị cho em cái cà ha, cà pháo cho vô trước. Đó,
bỏ vô hết cho em. Và cái cà pháo này anh chị nhớ ha, một khi anh chị vớt ra rửa rồi đó là anh chị phải ngâm liền nha, chứ không có để nữa nha. Là nói chung là anh chị chuẩn bị nước đồ xong hết, tỏi ớt xong hết rồi thì anh chị mới vớt ra nha. Còn anh chị chưa chưa chuẩn bị xong thì cứ việc ngâm ha, ngâm với cái nước ban đầu là muối với chanh đó nha mọi người. Đó, chứ vớt ra rồi là phải ngâm liền, rớt ra rồi mà không ngâm là đợi khoảng chừng 30 phút thôi là coi như là nó sẽ bị ngã màu luôn à, đen á. Bây giờ em sẽ cho hết cái nước này vô ha. Cái nước này em làm là ngon lắm mọi người ơi, thật sự luôn, không phải em làm là em khen đâu. Đó, mọi người cho vô hết giùm em. Đó, anh chị thấy không? Nó vừa đủ cái chát luôn. Còn dư miếng này đổ vô luôn. Thì anh chị ở nhà có cái gì, có cái đồ dằn á thì dằn lại ha. Anh chị thấy cái này nó còn hở hở trên không? Không sao nha anh chị. Ngày mai nữa lên ịt cái là nước lên tới đây luôn là vừa đủ ha. Rồi, bây giờ anh chị sẽ chuẩn bị cho em một cái gì đó dằn lại. Em không có vừa dằn hết cho em sử dụng cái bọc nước. Ô cái bọc này em chuẩn bị sao mà nó bự quá vậy? Em sẽ chuẩn bị cái bọc nhỏ hơn. Đó, mọi người dùng cái gì dằn cũng được ha. Tại vì em không có đồ dằn á, cho nên là em chế thành cái bọc nước thôi. Rồi bây giờ dùng cái nắp đậy lại. Quá trời quá đất rồi. Đó, mọi người dùng cái nắp này đậy lại ha. Anh chị mua cái hũ nào có cái đồ dằn đi cho nó dễ hơn. Đó. Cà pháo ngâm ha anh chị, cà pháo ngâm chua ngọt. Vị này nó là vị chua ngọt, ăn chay được nha. Nếu anh chị không thích ăn tỏi thì bỏ tỏi ra lấy ớt thôi ha. Vị này không có dùng cái gì là mặn hết. Thì cái này anh chị để ở ngoài, nhiệt độ phòng ở ngoài bình thường là ngày mai sẽ ăn được. Là ngày mai là nó chua là vừa, là ăn được ha. Để ở ngoài, ngày mốt ăn thì nó sẽ càng ngon hơn nữa. Nhưng ngày mốt ăn thì bắt đầu anh chị phải bỏ vô tủ lạnh giùm em. Tại vì cái độ chua của ngày mốt là ăn nó vừa chua vừa ngọt, vừa thấm vô ăn rất là ngon. Thì ngày mốt anh chị nhớ cho vô tủ lạnh để cái độ chua nó sẽ bị giữ lại, nó sẽ không còn chua nữa. Nếu anh chị để ở ngoài 5 ngày 6 ngày mà để ở ngoài mà không bỏ vô tủ lạnh thì nó sẽ chua dữ lắm nha mọi người ha. Nhớ mọi người, cái này làm xong rồi bỏ vô tủ lạnh 2 đến 3 ngày anh chị ăn khỏe ru luôn, em nói thiệt, ăn cực kỳ ngon luôn, không cần dùng nước chấm luôn nha mọi người, không cần dùng chấm mắm tôm, ăn cơm với cơm trắng thôi, vừa giòn mà nó vừa ngon, chua chua ngọt ngọt mặn nhẹ, nó rất là vừa ăn luôn. Anh chị cứ làm đi, làm một lần đúng công thức giống như em, cốc công đoạn làm giống như em luôn. Làm một lần thôi, em nói thật với anh chị là thành công thôi. Và bảo đảm chồng cực kỳ ghiền ha. Chị nào mà chồng bỏ chồng chơi ăn vô một cái là chồng mê tới già liền. Ok mọi người ha, mọi người xem clip này thì cho em một like, một bình luận và một cái chia sẻ nha mọi người. Mong rằng mọi người sẽ chia sẻ clip em để cho kênh em được phát triển. Em cảm ơn mọi người. Em còn nhiều công thức còn bá cháy bụi chát luôn mọi người ơi. Thì lời cuối cùng, Ly chúc tất cả các anh chị có một ngày thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Hẹn mọi người ở những clip sau. Bye bye mọi người.